Sau pha ghi bàn mở tỷ số của Jude Bellingham, rất nhiều người đã nghĩ rằng trận đấu đã được định đoạt ngay từ những phút đầu tiên. Cũng phải thôi, nhất là khi tuyển Anh là đội tuyển được đánh giá vượt trội hoàn toàn. Còn thế trận phòng ngự phản công của Serbia đã sớm bị phá sản. Kịch bản quen thuộc chúng ta nghĩ đến là sau bàn mở tỷ số, đội bóng cửa trên sẽ thong dong thi đấu và kiểm soát thế trận trong tâm thế thoải mái và kết thúc trận đấu với một thắng lợi dễ dàng. Nhưng không, đó chỉ là sự khởi đầu cho một trận đấu đầy bất ngờ và giàu cảm xúc, có phần nào đó là sự nuối tiếc đọng lại sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu muộn nhất của loạt trận ngày 16 tháng 6 vừa qua. Khi cần Bellingham có, khi khó có Bellingham. Chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn, các cổ động viên của đội tuyển Anh đã được hát vang ca khúc Hey Jude lừng danh của The Beatles huyền thoại trên các khán đài sân Vintage Arena. Trong thế trận mà Serbia dựng xe buýt 2 tầng và phòng ngự vô cùng chặt chẽ, cái tên Jude Bellingham lại xuất hiện và phá vỡ thế bế tắc cho Tam Sư. Anh có mặt đúng lúc đúng chỗ để đón đường tạt bóng của Bukayo Saka và dễ dàng đánh đầu vào lưới trống và ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng áo trắng trong ngày ra quân. Đó là những phẩm chất của một ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng 2024. Trên hành trình đưa bóng đá trở về nhà, đội tuyển Anh vẫn sẽ cần những thời khắc tỏa sáng cá nhân của cậu bé, nhất là khi họ vẫn sẽ còn phải gặp những đối thủ mạnh hơn Serbia rất nhiều ở những vòng đấu sau đây. Phil Foden gây thất vọng, đội tuyển Anh hóa dương quá. Ở hành lang cánh phải, chúng ta đã thấy không dưới 2 lần Kyle Walker và Saka trồng cánh nhịp nhàng, cũng như tốc độ của họ đã khiến cho hậu vệ Pavlovic đã có một ngày thi đấu rất vất vả. Pha bóng tiêu biểu nhất chính là tình huống Walker có đường truyền tinh tế cho Saka trước khi tiền đạo của Arsenal kiến tạo cho Bellingham mở tỷ số. Thế nhưng ở phía cánh đối diện của Trippier và Foden là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Việc huấn luyện viên Gareth Southgate bố trí Trippier đã nghịch cánh đã khiến đội tuyển Anh mất đi khả năng tấn công ở biên trái, mặc dù anh đã làm tốt ở mặt trận phòng ngự. Còn đối tác của anh trên hàng công Phil Foden là một thảm họa thực sự. Chúng ta không còn nhận ra người mới giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc Premier League mùa giải 2023-2024 nữa. Tiền vệ của Man City hoàn toàn mất hút trên sân và những gì mà anh để lại chỉ là những đường truyền hỏng hay những pha xử lý bóng tối hơn đêm mùng 1. Phil Foden vốn dĩ hiếm khi thể hiện tốt trên đội tuyển quốc gia và tỏ ra không hề phù hợp với sơ đồ thiên hướng 4-4-2 truyền thống mà Tam Sư đang vận hành. Nếu không có gì cải thiện, rất có thể vị trí nơi hành lang trái ở những trận đấu kế tiếp sẽ thuộc về những Gordon hay Eze, những cầu thủ bám cánh truyền thống và có tốc độ, có khả năng tạo đột biến tốt hơn. Nỗi lo tuyến giữa của Tam Sư đau đầu tìm kiếm đối tác của Declan Rice. Trong trận đấu ra quân tại vòng chung kết Euro 2024, huấn luyện viên Gareth Southgate sử dụng cặp đôi tiền vệ trung tâm là Declan Rice và Alexander Arnold. Cặp đôi này đã được sử dụng nhiều lần ở các trận đấu vòng loại và các trận giao hữu, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế ở cuộc đọ sức với Serbia. Bao gạo trị giá 100 củ vẫn thể hiện tốt giá trị của mình khi phòng ngự, nhưng Arnold thì hoàn toàn choáng ngợp trước sức ép đến từ phía đội bóng áo đỏ. Anh gần như không có những đường truyền đột biến và gặp khó khăn trong việc kiểm soát tuyến giữa khi vốn dĩ anh là một hậu vệ phải. Hiệp 2 là hiệp đấu mà đội nắm giữ hoàn toàn thế trận lại là đội tuyển Serbia khi hàng tiền vệ cơ bắp của họ dễ dàng áp đảo tuyến giữa của Tam Sư. Mặc dù vừa xảy chân đáng tiếc trước một Slovenia có phần lép vế hơn, đội tuyển Đan Mạch vẫn trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt trong hiệp 1 và có thể sẽ tiếp tục làm khó đội tuyển Anh như cách mà Serbia đã làm. Huấn luyện viên Southgate nên tính tới nhiều phương án hơn nơi tuyến giữa trong trường hợp Arnold tiếp tục gặp khó khăn như trận đấu vừa rồi. Serbia, ngựa ô tiềm tàng của vòng chung kết Euro 2024. Mặc dù bị dội gáo nước lạnh từ sớm, nhưng tinh thần của Serbia không hề bị nao núng mà còn cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời. Trước ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải đấu, họ bất ngờ tăng tốc và gần như nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự áp đảo của đội bóng áo đỏ đã khiến cho người Anh bị choáng ngợp và nếu không có sự xuất sắc của Jordan Pickford hay Harry Kane trước những cú sút xa đầy uy lực, có thể hình ảnh ôm mặt đầy thất vọng quen thuộc của đội bóng áo trắng trong những giải đấu lớn sẽ tiếp tục tràn ngập mặt báo vào ngày hôm nay. Thất bại của Serbia để lại nhiều tiếc nuối cho các khán giả trung lập khi họ đã chơi một trận đấu sòng phẳng và không hề run sợ trước những ngôi sao đình đám ở phía đối diện. Đó chính là lời cảnh báo của Serbia với hai đối thủ Đan Mạch và Slovenia. Họ đã chứng minh rằng mình đủ sức để gây khó dễ cho những ông lớn và chắc chắn sẽ bước vào hai trận đấu cuối ở bảng C với sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao độ. Khi Đan Mạch và Slovenia là những đối thủ vừa sức hơn, Serbia hoàn toàn đủ sức để giành lấy tấm vé đi tiếp nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt ấn tượng như trận đấu vừa rồi.
nhất là khi hai đối thủ trực tiếp đã cầm chân nhau trước đó với tỷ số 1-1. Người Anh giành pole sau lượt trận đầu tiên, bảng C khó lường. Việc hai đội tuyển là Đan Mạch và Slovenia bất phân thắng bại, Tam Sư đã tận dụng tốt cơ hội để độc chiếm ngôi đầu sau lượt trận đấu đầu tiên và giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1-8. Còn về phía đội tuyển Serbia, họ sẽ là một thách thức khác với hai đội bóng còn lại trong bảng đấu này. Việc chỉ để thua Anh với tỷ số tối thiểu đã giúp họ có lợi thế phần nào về hiệu số trong cuộc cạnh tranh và họ hoàn toàn có thể vươn lên vị trí nhì bảng nếu như đánh bại được Slovenia ở lượt trận thứ hai, khi Đan Mạch sẽ phải chạm trán đối thủ vừa đánh bại họ. Tuy nhiên, những trận đấu giữa những đội bóng đồng cân đồng lạng luôn ẩn chứa nhiều biến số và cơ hội ở bảng C vẫn được chia đều cho tất cả các đội. Chúng ta vừa điểm qua 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu muộn đêm qua. Mặc dù chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi, khán giả vẫn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong trận đấu khi được chứng kiến sự kiên cường của đội bóng Nam Âu cũng như màn trình diễn đáng thất vọng của Tam Sư. Serbia đã chứng minh là họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện và tiến xa hơn ở giải đấu lần này. Còn thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn phải trở về nhà sớm trước khi đưa được bóng đá trở về nhà. Chào mừng đến với bảng C của Euro 2024, bảng đấu hứa hẹn chứa đựng những điều bất ngờ và kịch tính sau những gì đã diễn ra ở lượt trận vừa rồi.